thấu chi có giống hình thức vay vốn nhanh tại ngân hàng? Thấu chi là một sản phẩm cho vay linh hoạt, nó giúp cho khách hàng có thể chi tiêu vượt qua số tiền mà họ có ở trên tài khoản mở tại ngân hàng. Thấu chi thì có hai hình thức là thấu chi thế chấp, ví dụ như là thế chấp sổ tiết kiệm và thấu chi tín chấp. Về cái loại tiền mà sử dụng trong sản phẩm thấu chi ấy, thì ở Việt Nam cái loại tiền sử dụng đó là tiền Việt Nam đồng. Thời hạn thấu chi là 12 tháng trở xuống. Nhưng trong thời hạn đó thì không có thời hạn cố định. Và đây là một cái sự khác biệt cơ bản nhất giữa sản phẩm thấu chi và sản phẩm cho vay có thời hạn. Hạn mức thấu chi có thời hạn lên đến 12 tháng. Và trong thời hạn đó thì khách hàng có sự linh hoạt rất cao trong việc sử dụng hạn mức thấu chi. Tức là có thể rút tiền ra rồi lại nộp tiền vào theo tần suất mà mình muốn, mà không cần phải làm thêm bất kỳ thủ tục nào. Và đây là sự khác biệt cơ bản giữa sản phẩm thấu chi và sản phẩm cho vay có kỳ hạn. Có nhất thiết phải đến ngân hàng mới dùng được dịch vụ thấu chi? Khách hàng có thể sử dụng sản phẩm thấu chi qua nhiều kênh và qua nhiều phương thức, ví dụ như rút tiền qua quầy, rút tiền qua thẻ ATM, hoặc là thực hiện giao dịch ở trên Internet Banking. Tức là tất cả các phương tiện giao dịch mà khách hàng có thể sử dụng từ tài khoản giao dịch của mình tại ngân hàng. Có phải lãi suất thấu chi cũng tương tự lãi suất cho vay tiêu dùng? Lãi suất đối với sản phẩm thấu chi tín chấp thường là cao hơn các khoản vay thế chấp, ví dụ như là cho vay mua nhà, và thấp hơn sản phẩm cho vay tiêu dùng thông thường. Có hai điểm mà người khách hàng cần lưu ý khi sử dụng sản phẩm thấu chi. Thứ nhất là khi có tiền nhàn rỗi thì khách hàng nên nạp tiền vào tài khoản giao dịch để cấn trừ những khoản thấu chi và để tránh việc mình phải tiếp tục trả lãi. Thứ hai đó là sản phẩm thấu chi đi từ tài khoản giao dịch, cho nên khách hàng nên lưu ý về yếu tố bảo mật. Không nên đánh mất thẻ, không nên lộ thông tin về thẻ hay lộ những thông tin liên quan đến Internet Banking.